Không đợi đến tháng 10, Tô Lâm cho đánh úp chính phủ để cô lập thủ tướng. Có lẽ Tô Lâm là người đầu tiên biến ghế chủ tịch nước thành chiếc ghế quyền lực nhất tứ trụ. Ngay sau khi lên làm chủ tịch nước chưa bao lâu, ông đại tướng công an này đã chủ trì phiên họp tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm. Trước đây, những phiên họp như thế này là do Tổng Bí thư chủ trì. Nếu Tổng Bí thư không thể chủ trì vì lý do bất khả kháng, thì Thường trực Ban Bí thư chủ trì. Tuy nhiên, Tô Lâm đã gạt Thường trực Ban Bí thư sang một bên để mà tự mình thay thế vai trò Tổng Bí thư. Giờ đây, Tô Lâm đang nắm trong tay quyền Tổng Bí thư là quyền lực gần như tuyệt đối. Đây là cơ hội rất lớn để mà Tô Lâm thực hiện cú đánh cuối cùng, hạ bệ nốt Thủ tướng Chính phủ. Thông tin nội bộ cho biết, sắp tới sẽ có hai phó thủ tướng cùng với hai bí thư tỉnh bị loại khỏi vũ đài chính trị. Hai phó thủ tướng, một là người thuộc nhóm Hà Tĩnh, một là người thuộc của ông Chính. Hai bí thư tỉnh có một người từng là tay hòm chìa khóa của ông Chính, thời còn làm bí thư Quảng Ninh. Với vai trò truyền thống, Tổng Bí thư vẫn nắm được hồ sơ đen của rất nhiều lãnh đạo cấp cao. Tô Lâm đang lên kế hoạch ép Bộ Chính trị tổ chức các cuộc họp bất thường của Bộ Chính trị và Trung ương Đảng để sắp xếp lại nhân sự. Hai phó thủ tướng bị dụng thì sẽ có hai chỗ trống mà Tô Lâm có thể đưa phe của ông ta vào để giám sát Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ngoài ra, việc đưa Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh lên thớt cũng là đòn đánh rất mạnh nhắm vào Thủ tướng Phạm Minh Chính. Theo đánh giá của một số người am hiểu, thực lực của Phạm Minh Chính không bằng Tô Lâm. Khả năng của Phạm Minh Chính là cầm cự, chịu đòn lâu nhất như có thể, chứ không thể phản công. Nếu ông Chính muốn chống lại Tô Lâm, thì cần có sự ủng hộ của Bộ Chính trị và cả bên quân đội. Cho đến nay, Phạm Minh Chính vẫn chưa cho thấy ông có khả năng kết nối của hai địa chỉ này, mặc dù ông đã đánh tiếng. Hiện nay, quân của Tô Lâm đang ở thế thắng, khí thế thì đang lên. Tô Lâm cần đánh tiếp để mà giữ lửa cho những trận thư hùng khốc liệt tiếp theo. Hơn nữa, sau cái chết của ông Trọng, Bộ Chính trị và Trung ương Đảng đang rối ren. Phạm Minh Chính không đủ thời gian để mà điều tuyến phòng thủ cho chắc chắn hơn. Cho nên, Tô Lâm tấn công vào Thủ tướng lúc này là thích hợp nhất, khả năng rất cao, sẽ giành thêm lợi thế trước Phạm Minh Chính. Lâu nay, chính phủ được xem là sân nhà của ông Phạm Minh Chính. Nếu tỉa gần hết Phó Thủ tướng và Tô Lâm đưa người của ông vào, thì xem như ông Chính đã bị Tô Lâm vây hãm. Trung ương Đảng khóa 13 đã có đến 7 cuộc họp bất thường. Khả năng sắp tới, tại Hội nghị Trung ương 10 diễn ra vào tháng 10, cũng sẽ một cuộc họp bất thường để mà chia chác quyền lực. Và điều đó có thể xảy ra sớm hơn. Với tham vọng loại hết những tàn dư của ông Trọng để lại trong Ban Bí thư và đánh tỉa dần quân của Phạm Minh Chính trong chính phủ, Tô Lâm sẽ còn lên nhiều kịch bản nữa để mà dần dần biến nhóm Hưng Yên thành nhóm có sức mạnh vô đối, có thể điều khiển được cả bộ chính trị. Chính trường Việt Nam sẽ có nhiều chuyển biến khó lường, bởi khi Tô Lâm nắm trong tay quyền lực thì ông không thể ngồi yên mà sẽ tận dụng tối đa nó. Đánh đấm được thì ai, ông ta sẽ đánh ngay, đánh nhanh và chám nhanh thì phải Hưng Yên mới có thể lớn nhanh như thánh gióng cho được. Đến nay, lực lượng của phe Hưng Yên còn khá khiêm tốn so với phe Nghệ An, Hà Tĩnh và Hà Nội. Vì thế, Tô Lâm cần phải tranh thủ cả thời gian và cơ hội thì mới biến phe Hưng Yên thành phe đông nhất và mạnh nhất trong đảng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Không đợi đến tháng 10, Tô Lâm cho đánh úp chính phủ để cô lập thủ tướng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kế dung cây dọa khỉ, liệu Tô Lâm có chạm 7 phúc, dằn mặt Ba Dũng hay không? Những ngày gần đây có thông tin cho rằng Nguyễn Tấn Dũng nổi dậy để khôi phục quyền lực bằng cách kết nối với Phạm Minh Chính nhằm đối đầu với Tô Lâm. Và cũng có thông tin cho biết Tô Lâm có thể sẽ hồi tố Nguyễn Xuân Phúc theo di nguyện của ông Nguyễn Phú Trọng. Cả Bảy Phúc và Ba Dũng đều là những quan chức đã về hưu, so với những quan chức tứ trụ còn tại vị, thì hai người này không còn quyền lực,
không còn chỗ dựa để đối đầu. Họ cần phải tránh xa quan trường hiểm ác để khỏi phải mang nhục cho quãng đời còn lại. Trước khi ông Trọng qua đời, Tô Lâm đã banh nha cho khui lại vụ Chiputra, mà ông Trọng dính líu vào thời còn làm bí thư thành ủy tại Hà Nội. Đây được xem là vũ khí mà Tô Lâm chuẩn bị để hạ bệ tổng bí thư tham quyền cố vị. Tuy nhiên, may cho ông Trọng là ông chết kịp lúc để mà vụ án này không bị khui thêm, nếu không Tổng Trọng sẽ mang vết nhơ này mãi mãi. Mặc dù ông Tô Lâm chưa thực sự dùng đến thanh kiếm hồi tố để đánh cho thân bại danh liệt những bô lão cứng đầu, nhưng rõ ràng ông đã thể hiện đó là một thứ vũ khí lợi hại mà ông có thể đem ra dùng bất cứ lúc nào và áp đặt với bất cứ ai. Đặc biệt là với những quan chức đã về hưu trước đây được xem là hạ cánh an toàn, thì nay không thể nào miễn nhiễm với loại vũ khí này của Tô Lâm. Việc ông Ba Dũng xuất hiện trở lại sau khi ông Trọng qua đời nhằm mục đích gì là câu hỏi cần phải giải đáp. Ông Dũng muốn liên kết với ông Chính để chiến đấu với Tô Lâm, hay ông muốn vận động các thế lực kết nối làm lại, làm nơi nương tựa mới cho ông Nguyễn Thanh Nghị? Trong hoàn cảnh hiện tại, nếu Ba Dũng muốn tham gia vào trận thư hùng Tô Lâm Phạm Minh Chính thì đó là cách làm thiếu sáng suốt. Không khéo cả Nguyễn Thanh Nghị và Ba Dũng trở thành nạn nhân của Tô Lâm trước khi Phạm Minh Chính ngã ngựa. Còn nếu muốn tách Nghị ra khỏi quỹ đạo của ông Chính thì đấy mới là hành động thức thời, biết tiến thoái lưỡng nan đúng lúc. Vẫn chưa rõ ông Ba Dũng có ý định nào. Nếu ông muốn chiến với thế lực Hưng Yên thì ắt hẳn Tô Lâm sẽ có đòn đáp trả. Và khi đó hồi tố sẽ là công cụ mà Tô Lâm sẽ đem ra để dùng, để đánh cho Ba Dũng thân bại danh liệt. Một nguồn tin nội bộ cho biết theo đó, trước khi Lâm trùng, ông Nguyễn Phú Trọng đã gửi gắm Tô Lâm xử lý Nguyễn Xuân Phúc. Nếu đây là sự thật thì chưa chắc Tô Lâm đã thực hiện, bởi Tô Lâm chỉ làm những gì có lợi cho ông ta mà thôi. Còn thực hiện theo di nguyện của người khác, Tô Lâm không quan tâm, cũng không có thời gian và tâm trí để mà quan tâm. So sánh quyền lực ngầm của hai cựu thủ tướng đã về hưu là Nguyễn Tân Dũng và Nguyễn Xuân Phúc thì rõ ràng quyền lực ngầm của Ba Dũng mạnh hơn rất nhiều. Ba Dũng cũng đang định hướng sự nghiệp chính trị cho con trai. Nếu ông ta cần ra mặt để kết nối, tạo dựng sự hậu thuẫn cho con trai. Hơn nữa, Ba Dũng có mối quan hệ thân thiết với ông Chính, không như Bảy Phúc đang chờ vờ một mình. Đối với Tô Lâm thì việc triệt hạ ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ dễ hơn triệt hạ ông Nguyễn Tân Dũng rất nhiều. Dù sao, Ba Dũng cũng đang gần gũi Phạm Minh Chính. Nếu đánh vào Nguyễn Tân Dũng thì có thể sẽ bứt dây động rừng. Nếu Tô Lâm có quẳng Bảy Phúc vào lò thì đấy cũng là cách mà ông ta dằn mặt Ba Dũng, chứ không phải là làm theo di nguyện. Bởi khi cựu chủ tịch nước được đưa vào lò, Tô Lâm đã gửi một thông điệp đến rất nhiều đối tượng, trong đó có Nguyễn Tân Dũng và Trương Tấn Sang. Đây gọi là kế dung cây dọa khỉ, sẽ khiến nhiều kẻ thù của Tô Lâm biết sợ mà rút. Dưới bàn tay của Tô Lâm sẽ không có quan chức, cựu quan chức nào còn an toàn, đặc biệt là các bô lão đã về hưu mà còn muốn lo chuyện vào đồng thì rất nguy hiểm. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin kế dùng cây dọa khỉ, liệu Tô Lâm có chạm Bảy Phúc, dằn mặt Ba Dũng hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.